Xin thưa bên kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hai mẫu loa chép ngày hôm nay em giới thiệu đến các bác và anh em thì đều được lắp mạch phân tần cao cấp T33 thay cho mạch phân tần T3 hoặc là T5 trước đó em có giới thiệu đến các bác và anh em. Và đương nhiên rồi thì khi mà nâng cấp sang cái mạch phân tần T33 này thì mức giá của nó cũng sẽ có một chút thay đổi nhẹ các bác và anh em nhé. Đây ạ. Vì sao thì em phải nâng cấp như vậy? Thì cái tiếng chép khi mà lắp mạch phân tần T33, đặc biệt là chép giấy này, tiếng của nó sẽ thoát hơn và tiếng của nó sẽ sáng hơn khi mà em đấu cái mạch phân tần T3 trước đó các bác và anh em ạ. Đây ạ, đây là một củ loa chép giấy, có thể nói là dòng loa chép giấy cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại về những dòng loa chép giấy. Một em là P9TV kép Peeler. Phía sau này của nó sẽ là có cái nước sơn nhám rất là hay. Đây ạ, độ nhạy 91 decibel, trở kháng là 8 ohm, công suất là 100W. P9TV kép, số seri là 6589 đây này. Đấy. Các bạn anh em xem từ kép làm rất đẹp. Hàng này sản xuất tại Trung Quốc, em có giới thiệu đến các bạn anh em rồi, Made in China. Đây là một cặp củ rời có giá là 500.000 đồng, miễn phí giao hàng, tặng cặp tụ rời cho các bác và anh em. Còn khi các bác và anh em muốn lắp bổ sung bên ngoài cho dàn loa của mình, yêu thích tiếng chép giấy, thì hôm nay em sẽ lên sóng cho các bạn anh em một mẫu mạch phân tần T33. Mạch phân tần T33. Đây. Thì em sẽ để cái dây như này để các bạn anh em có thể cắt in là vào nhá. In này, đây là T là đấu cho loa chép này. Các bạn em siết ốc vào đây, ốc vào này. Hai là in là vào. Thì em để cố tình em để như này không cắt ra, thì bởi vì các bạn em cần cái độ dài ngắn như nào tùy ý, ví dụ như là đường in này gần thì em cắt ngắn đi thôi, cắt ngắn đi. Đấy, nó sẽ có hai dây, trong này sẽ có hai lõi nhá, các bạn em xem. Đấy, input sẽ là vào, tín hiệu từ âm ly vào, và T là đấu cho loa chép, T là đấu vào loa các bạn em nhá. Thì cái dây này sẽ đấu vào hai cực của loa. Đấy, và một cặp mạch phân tần T33 này thì bên em bán giá là 250.000 đồng, không bao gồm cước vận chuyển, 280.000 đồng, bao ship toàn quốc, được chưa? Ship 30.000 toàn quốc. Một cặp nhá, đem cầm một chiếc coi giá một cặp. Mạch phân tần T33 dành riêng cho loa chép. Đấy. Đây, và bây giờ thì em sẽ test luôn để các bạn anh em xem. Đây là một cặp loa chép giấy này. P9TV kép được lắp sẵn mạch phân tần T33 ở đây. Rất nhỏ gọn. Đây thì em thấy là nó giấu cái mạch phân tần đi, gần như là không nhìn thấy cái mạch. Rồi, em sẽ test một cặp để các bạn anh em cùng theo dõi. Em test chung luôn nhé. Hai một cặp này thì em sẽ chập chung lại. Đấy. Test để anh em cùng theo dõi này. Tín hiệu từ âm đi ra. Tiếng chép giấy rất là mềm dịu để các bạn anh em nghe. So với mạch phân tần T3 thì T33 là tiếng nó thoát tiếng hơn, rất là hợp với sự lắp chép giấy các bạn em ạ. Chép giấy, chép đo mà dùng mạch phân tần T33 này rất là hợp. Tiếng đánh rất tơi nhuyễn, không hề bị chói gắt. Đấy là cái ưu điểm của dòng loa chép giấy. Và khi lắp mạch phân tần T33 này thì sẽ có giá là 730.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc các bác và anh em nhé. Còn lắp mạch phân tần trước thì em bán là 680. Còn khi lắp mạch phân tần T33 này thì giá cao hơn 50.000 đồng. Đấy, thì em khuyên các bác anh em có thể bỏ thêm 50.000 để sở hữu cái combo này là 730.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc. P9TV kép lắp mạch phân tần T33. Còn bây giờ cho các bác và anh em thưởng thức loa Super Chép P8804 đây. P8804 học tên lửa rất đẹp. Và hoàn chỉnh mạch phân tần T33 đây ạ. Đó. Và đập này thì sẽ các bạn em thấy nó không nhìn thấy cái mạch, lộ cái mạch ra. Đấy. Rồi, bây giờ thì em sẽ test một cặp Super Chép P8804 khi lắp mạch phân tần T33 nó khác như thế nào. Đây ạ. Super Chép Titan.
dành cho những các bác và anh em nào yêu thích tiếng chép đanh chắc, sắc bén, đặc biệt tiếng chép rất là trong trẻo. Và một cặp Super Chép Peeler P8804 khi lắp mạch phân tần chép T33 có giá là 780.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc các bạn anh em nhé. Để em đang báo giá là khi lắp mạch phân tần T33 của bên em. Còn khi ai mua lẻ mạch phân tần này sẽ có giá là 280.000 đồng, cũng miễn phí giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Để đặt hàng, về mua sắm, về củ loa rời, về linh kiện đóng loa thì các anh em có thể nhắn tin gọi điện số điện thoại ở trên màn hình. Rất vui được phục vụ quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Xin chào và hẹn gặp lại.